lọt vào trung khảo nhân tài đất Việt. Ban tổ chức giải thưởng nhân tài đất Việt 2019 vừa tiến hành công bố các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ thông tin đã lọt vào vòng trung khảo năm nay. Theo đó, từ 418 sản phẩm dự thi, ban tổ chức đã chọn ra 19 sản phẩm vào vòng thi trung khảo nhân tài đất Việt lĩnh vực công nghệ thông tin. Các sản phẩm này thuộc về 4 hạng mục dự thi là sản phẩm số triển vọng, sản phẩm công nghệ thông tin kết nối, di động, sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp thành công và sản phẩm dự thi hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo. Đánh giá chung về các sản phẩm dự thi năm nay, ông Nguyễn Long, chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Nhân tài đất Việt 2019 cho biết, số lượng và chất lượng các sản phẩm dự thi ở các hệ thống giải thưởng công nghệ thông tin năm nay khá đồng đều. Phần lớn các sản phẩm công nghệ thông tin dự thi giải thưởng năm nay đều tập trung ứng dụng các công nghệ mới, theo đúng xu hướng công nghệ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, so với các năm trước. Điểm đặc biệt của Nhân tài đất Việt năm nay là hạng mục dự thi công nghệ thông tin khởi nghiệp sáng tạo. Đây là hạng mục mới được mở ra năm 2019 nhưng đã thu hút được số lượng đông đảo bài dự thi. Khởi đầu từ một cuộc thi trong lĩnh vực công nghệ thông tin năm 2005, đến nay nhân tài đất Việt đã trở thành một giải thưởng uy tín trong các lĩnh vực công nghệ thông tin, khoa học tự nhiên, y dược, môi trường và tự học thành tài. Năm 2019, ở mỗi hệ thống sản phẩm công nghệ thông tin, các thí sinh sẽ có cơ hội nhận được một giải nhất trị giá 200 triệu đồng một giải nhì trị giá 100 triệu đồng và một giải ba trị giá 50 triệu đồng cùng các giải thưởng có giá trị khác từ các đơn vị tài trợ